Các cậu ơi, các cậu nghĩ xem cách gì giúp tớ. Em cảm ơn anh xem đi, giúp anh không biết làm thế nào cả. Hay bây giờ cứ nói thật cho mẹ biết đi. Nói thật cho mẹ biết à? Mẹ suốt ngày đi làm, con ngày ở nhà mày chơi này, rồi lập mặt này, mày nhờ em này, lại còn ăn suốt ngày xem. Kiểu gì mà bây giờ lại không được lên đó? Ui, không được. Nói cho mẹ tớ biết á, là mẹ tớ về đánh đít cho một trận đây. Tớ sợ lắm, tớ không dám nói thật đâu. Mà đấy cũng là do lỗi tại cậu cơ. Học gì mà lại học dốt thế? Cả lớp đều được điểm cao, mỗi một mình bạn nhím được điểm thấp. Tớ biết lỗi rồi, lần sau tớ sẽ chăm học hơn là được chứ gì. Thế nhưng mà bây giờ các cậu phải nghĩ cách giúp tớ đi. Giúp tớ nốt lần này thôi, chứ tớ không để cho mẹ tớ biết đâu. Bây giờ nhất quyết là em Cam về không được mách mẹ. Tớ cũng sẽ giấu bài kiểm tra của tớ đi, để cho mẹ tớ không phát hiện ra. Như thế thì mẹ tớ sẽ không đánh đòn. Giấu bài kiểm tra đi á? Thế nhưng mà giấu ở chỗ nào? Chỗ nào thì các cậu phải tư vấn cho tớ chứ, thế thì tớ mới nhờ. Nhà tớ có bao nhiêu chỗ ở đây, các cậu thử nhìn xem giấu ở chỗ nào để mẹ tớ không tìm ra. Thôi được rồi, thế nhưng mà bây giờ cậu phải kể lại cái quá trình của cậu đi đã. Mấy giờ cậu từ trường về? Và mẹ cậu mấy giờ đi làm về? Đi làm về bằng cái gì? Nhanh hay chậm thì chúng tớ mới biết mà tư vấn cho cậu được chứ. Được rồi, thế để tớ kể ra đây. Đây này các cậu ơi, hôm trước lớp tớ làm bài kiểm tra. Ok mọi người, hôm nay là hết rồi. Trước khi bạn rời đi, tôi sẽ đưa ra kết quả của bài kiểm tra. Nhưng không phải bạn, anh Nhím. Bạn cần ở lại sau giờ học. Sao thầy giáo lại bảo mình ở lại sau giờ học để nói chuyện nhỉ? Còn các bạn còn lại, lên lấy bài kiểm tra đi nào. Ui, các bạn được lên phát bài kiểm tra kìa. Bạn này bao nhiêu điểm thế? Từng bạn lên một. Không biết các bạn ấy có được điểm cao không nhỉ? Sao thầy giáo lại bắt mình ở lại lớp nói chuyện với thầy làm gì? Ui, sắp đến mình rồi. Mình là cái người mặt đầu vàng vàng, tay vàng vàng, quần xanh như này. Ôi, đến được mình rồi. Here we go. Thầy giáo ơi, bài của em đâu? Chả lẽ lại thi trượt một lần nữa à? Cái gì à thầy giáo? À, em không làm tốt bài kiểm tra. Em đã rơi xuống vị trí học dốt nhất lớp. Ui, em học dốt nhất lớp à? Đúng rồi cậu bé à. Như thế thì mẹ em sẽ không vui đâu. Em có thể xem lại bài kiểm tra của mình. Đâu để em xem nào. Ui, điểm F thấp nhất lớp. Nhưng mà thầy ơi, thầy đừng nói với mẹ em nha. Nếu em không đạt điểm A trong lần tới, em sẽ bị úp lại lớp đây. Ui không, chả lẽ mình lại phải học lại một năm nữa à? Nhưng mà thôi, bây giờ về nhà đã. Làm thế nào để mẹ không biết được mình bị điểm F nhỉ? Chết rồi, mẹ mình vẫn chưa trở về nhà. Bây giờ mình phải tìm cách giấu cái bài kiểm tra này đi. Không về nhà mẹ sẽ biết đây. Giấu ở đâu bây giờ? Ở đâu, đây là phòng khách. Không được, vào trong này xem nào. Đây là phòng vệ sinh. À, hay là mình sẽ bỏ cái bài kiểm tra này xuống bồn cầu và xả nước đi. Yeah, thế này thì mẹ sẽ không thể biết được. Ôi, cái gì thế này? Tắt bồn cầu rồi. Nước tràn hết ra nhà vệ sinh rồi. Ui, thôi xong rồi các cậu ơi. Làm thế nào bây giờ? Mẹ về rồi. Ui, chết rồi, mẹ về rồi. Mình phải ra nói chuyện với mẹ à? Con ra đây. Nhím ơi. Ui, con chào mẹ. Mẹ hôm nay đi làm về sớm thế. Thật là tốt khi trở về nhà. Nhưng mẹ phải đi vệ sinh cái đã. Mẹ phải đi vệ sinh. Chết rồi. Có cái tiếng gì ấy nhỉ? Mẹ sẽ làm vui. Áo lược ở đâu lênh láng hết cả da thế này? Nhím đâu? Dậy ngay mau. Tại sao lại nhét bài kiểm tra vào đây thế này? Thế là thất bại rồi. Bây giờ bọn mình sẽ làm lại các cậu ơi. Mình sẽ phải tìm chỗ giấu mới. Không giấu vào trong bồn cầu nữa. Tắt bồn cầu mẹ biết ngay. Tủ lạnh nè, không được. Hay là giấu vào cái bếp nướng này, mẹ nấu ăn mẹ biết mất. Ôi, ở đây có thùng rác. Mình sẽ ném vào thùng rác các cậu ơi.
coi như nó là rác luôn. Đây này, vò nhau nát đi rồi và vứt vào thùng rác. Chắc là mẹ sẽ không biết đâu. Mẹ đang chuẩn bị về nhà rồi đấy. Đâu rồi, đâu rồi? Bây giờ mình sẽ vào phòng của mình. Con dây ơi, mẹ về rồi đây. Mẹ về rồi, mình phải ra nói chuyện với mẹ thôi. Mở cửa cho mẹ nào. Con chào mẹ ạ. Hôm nay mẹ về sớm thế. Ôi, lưng mẹ đau quá. Hy vọng con đã vứt rác như lời mẹ nói lúc sáng. Thôi chết rồi. Mình quên chưa đổ rác rồi. Gì vậy? Kia là gì? Tại sao con vẫn chưa vứt rác vậy nhỉ? Con còn bận phải ngủ mẹ ơi. Cái gì kia? Đây là túi rác. Ồ, đúng rồi. Rồi, sao nó lại ở đây mà không phải là ở trong thùng rác? Con quên, con chưa vứt. Đi mang nó vào thùng rác bỏ ngay cho mẹ. Không mẹ ơi. À, chuyện gì vậy? Bây giờ mà bỏ vào thùng rác là mẹ sẽ nhìn thấy bài kiểm tra mất. Nhanh vứt nó vào thùng rác mau. Ơi, con không vứt đâu. Tại sao lại không vứt? Có chuyện gì vậy? Nếu như con không làm thì mẹ sẽ làm việc đó. Ui, không không. Nhưng tối nay con phải ngủ dưới đất. Cấm được lên giường đấy. Ui, mẹ vứt là mẹ nhìn thấy đây. Mẹ ơi, thôi thôi, để con vứt cho. Để con làm cho. Ui, có mỗi cái việc vứt rác thôi mà cũng không làm được. Đợi một chút đã. Cái gì đấy, quá muộn rồi các cậu ơi. Mẹ nhìn thấy rồi. Cái gì đây nhím? Một cái cục gì to tròn ở trong thùng rác đây. Đây là bài kiểm tra toán à? Để xem nào. Ui không, mẹ biết mình bị điểm kém rồi các cậu ơi. Lại đây nhím ơi. Con đang làm gì vậy thế nhím? Con đang nhảy. Tại sao con lại không quan tâm tới lời mẹ nói vậy? Mình lờ đi, con không biết gì đâu, con không biết gì đâu. Giờ thì thế nào đây? À, con mất tiêu. Vậy là vứt vào thùng rác cũng không được các cậu ơi. Bây giờ bọn mình phải tìm một chỗ giấu khác. Chứ giấu vào thùng rác cũng không được, giấu vào bồn cầu cũng không được. Mẹ đều phát hiện ra hết. Bây giờ xem nào, đi vào các phòng xem có gì bên trong nào. Đây là phòng của mẹ. Phòng ngủ của mẹ. Hay là giấu vào tủ, không được, không được, không được. Tủ này mẹ sẽ biết ngay. Mình thử vào phòng của mình xem nào. Phòng của mình. Có một cái máy nghiền tài liệu này. Nó sẽ xé nát cái giấy này ra và mẹ sẽ không thể đọc được. Hi, mình sẽ cho vào đây. Đấy, mẹ sẽ cắt nát bài kiểm tra ra luôn. Hy vọng là mẹ sẽ không biết. Nhím ơi, mẹ về rồi đây. Vâng, con ra đây. Mẹ đã về đi à? Hôm nay mẹ rất mệt nhím ạ. Mẹ phải mang một đống giấy tờ này từ công ty về nhà. Mẹ chán với công việc rồi. Ui, sao lại chán được? Được rồi, đến lúc phải cắt nhỏ chúng. Here we go. Ôi không, mẹ mang giấy tờ của mẹ vào cái máy cắt. Vào cái máy cắt giấy rồi. Suốt ngày phải làm việc thật là chán đi. Mình thực sự không thể quan tâm gì ở đây nữa. Ở đây không có gì cả. Ui, mẹ đang dùng máy rồi. Bây giờ mình sẽ cho đống giấy tờ này vào cái máy này để nghiền. Tại sao cái máy này lại không hoạt động nhỉ? Chịu đựng quá đủ rồi. Ui, mình sẽ đập nó. Mẹ cầm cái chày mẹ đập luôn. Mình thực sự cần chút giận. Mẹ đập hỏng cái máy luôn rồi. Có cái gì kẹt bên trong thế này? Lại cái gì nữa vậy? Đừng nói đây là bài kiểm tra toán của con đấy nhí nhí. Ui, mẹ phát hiện ra bài kiểm tra rồi. Nó vẫn chưa bị xé. Ôi không, nó lại thi trượt lần nữa rồi. Oh my god, cuối cùng mẹ vẫn phát hiện ra các cậu ơi. Bây giờ thì thực sự nghiêm túc rồi đấy. Mình phải giả vờ đi ngủ. Giả vờ đi ngủ. Nhím, dậy mau. Tao còn dám nói với mẹ bằng giọng điệu đó. Mẹ đang cầm bài kiểm tra toán của mình ở trên.
Dậy đi, mẹ có việc cần nói chuyện với con đây. Ôi, con ngủ rồi mẹ ơi, để mai nói chuyện đi mẹ ơi. Ôi, mẹ giận rồi. Mẹ ơi, tha cho con. Mẹ nổi giận rồi, cuối cùng cái máy kia không giấu được bài kiểm tra của mình các cậu ơi. Thật là khó đấy. Bây giờ nhà của mình mà mình không có chỗ nào giấu được cái bài này đi à? Bây giờ mình phải tìm cách khác thôi. Mẹ chuẩn bị về rồi, mẹ chuẩn bị về rồi. Cái máy này không được rồi. À, mình sẽ ném nó xuống gầm giường. Ủa thôi chết, ném như thế này thì dễ lộ quá nhỉ. Đứng ở ngoài này cũng nhìn thấy các cậu ơi. Làm thế nào bây giờ? Nhưng mà nó ở trong gầm giường rồi, mình không lấy ra được. Thôi chết rồi, mẹ sắp về rồi. Bài kiểm tra như thế này thì mẹ có nhìn thấy không nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Mẹ về rồi. Kim ơi, con ra yêu, mẹ đã về tới nhà rồi đây. Con ra mở cửa cho mẹ đây. Hello. Mẹ ơi, mẹ đi làm có mệt không? Mẹ thực sự hy vọng con đã dọn dẹp phòng cẩn thận. Để mẹ thử kiểm tra xem nào. Ôi tôi chết, mẹ chạy thẳng đến phòng mình. Phòng con dọn dẹp rồi. Sao lại bừa bộn thế này? Ôi, điều đến là gì? Sao mẹ lại vào đây? Ôi không. Tại sao lại như thế này? Nhưng không sao, mẹ sẽ đi lấy máy hút bụi và dọn dẹp giúp con. Ôi không mẹ ơi, để con. Hôm nay tâm trạng mẹ rất là tốt. Không, để con dọn dẹp đi. Mẹ ơi, mẹ cứ ra nghỉ đi. Không cần, cứ để đấy cho mẹ. Ôi, mẹ ơi, con có thể làm được mà. Không sao, mẹ dọn cho đừng lo. Hôm nay mẹ rất vui. Thôi thôi, mẹ đang hút bụi ở dưới gầm giường rồi. Mẹ ơi, mẹ lại hút chỗ nào không hút, lại hút bụi dưới gầm giường. Cái bài của mình bị hút vào máy hút bụi rồi. Cái gì vậy? Bị hút bụi này làm sao thế Kim ơi? Sao nó lại xuống như thế này? Ôi, thôi chết rồi, nó rơi cái gì ra rồi? Cái gì đây? Cái tờ gì màu trắng đây? Ôi, sao bài kiểm tra lại được điểm F thế này? Con lại điểm kém, con lại bị điểm kém rồi à? Ôi mẹ ơi, tha cho con. Ui mẹ dùng cái máy hút bụi. Mẹ hút luôn mình vào cái máy hút bụi rồi. Giấu vào gầm giường cũng không được các cậu ơi. Nốt lần này nữa thôi mà mình không giấu được thì mình không thèm giấu nữa, mình về mình chịu đòn luôn. Bây giờ mình sẽ giấu ở đâu? À, ở đây có cái lò sưởi. Mình sẽ giấu ở bên trong cái lò sưởi lại tốt luôn. Đốt thế này à, thì mẹ làm sao biết được. Con chó này không được dẫn mẹ đấy nhá. Bây giờ mình sẽ vào trong phòng của mình. Là thư giãn thôi, không được gì phải lo nữa. Ngồi chơi máy tính mà. Phòng này là phòng của mẹ. Mẹ chuẩn bị về rồi, mình ra cửa đợi sẵn. Here we go. Ngày nào mẹ cũng đi cái ô tô màu xanh này về. Nhím ơi, con ra đây. Thật tốt khi trở về nhà, mẹ phải nghỉ ngơi một lúc. Mẹ nghỉ ngơi không ạ? Mẹ lại ngồi ghế sofa nghỉ ngơi à? Mình sẽ xem phim gì bây giờ nhỉ? Chờ chút, có gì đó trong lọ sưởi? Cái tờ giấy vẫn chưa cháy hết. Đây là bài kiểm tra toán của nhím. Ôi không, mẹ nhìn thấy rồi. Mình nhìn thấy cái điểm gì kia? Em à. Ôi, cuối cùng vẫn không giấu được mẹ các cậu ơi. Nhím, tại sao con lại vứt bài kiểm tra ở trong lò sưởi? Con không quan tâm lời mẹ nói à? Ồ, được thôi. Mẹ tức giận quá, mẹ cầm súng mẹ bắn.